Hello các anh chị. Em là Katrina Khổng, còn đây là chị Thủy Nguyễn ở tại thị trường Việt Nam. Hiện tại bây giờ tụi em đang ngồi trong văn phòng của công ty mình ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Katrina còn một vài tiếng nữa thôi là phải bay lên máy bay quay về bên Mỹ rồi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta có một cái buổi chia sẻ rất là ngắn gọn và giúp cho mọi người hiểu rõ một chút xíu về cái chính sách trả thưởng, và nhất là dành cho những anh chị em nào mới hoàn toàn vào làm trong cái công việc này và mình đang muốn biết được kiếm tiền từ đâu ra và làm sao để kiếm tiền ở tại thị trường Việt Nam. Thì em có người expert ở đây, tại vì chị Thủy thì đã làm công việc này là được bao nhiêu lâu rồi chị? Xin chào tất cả anh chị em. Mình là Thủy Nguyễn, mình hiện giờ mình đang làm Nuskin tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay mình với Katrina cũng hy vọng là có một cái thời gian ngắn ngủi trước khi Katrina trở về Mỹ, có thể chia sẻ cho các anh chị em đôi nét về cái chính sách trả thưởng. Thì mình làm Nuskin được đến nay là được 4 năm 5 tháng rồi. 4 năm 5 tháng và hiện tại bây giờ là một người Diamond Executive các anh chị. Cho nên nếu mà nói về chính sách trả thưởng thì chắc là chị Thủy là hiểu rõ nhất. Cho nên chị Thủy có thể bắt đầu giúp mọi các anh chị mới, như là những anh chị mới nào đó. Các anh chị có thể giúp em là share cái video hoặc là mình invite những người mới của mình vô trong cái video này để mà họ bắt đầu họ học và hiểu rõ hơn về cái chính sách trả thưởng của thị trường Việt Nam. Okay. Yeah, cảm ơn Katrina. Thực ra là cái mục đích mà ngày hôm nay mình với Katrina muốn có cái buổi chia sẻ về cái chính sách hoa hồng cho tất cả các anh chị em, đặc biệt là những anh chị em người mới, bởi vì thực ra đây là một cái việc nó rất rất là quan trọng. Nếu không muốn nói là đây là một cái điểm gọi là quan trọng nhất trong cái hành trình mà mình làm kinh doanh với Nuskin. Thì với cá nhân chị thì khi mà cách đây hơn 4 năm về trước á, thì thực sự mình đến với cơ hội Nuskin này á, thì thật sự lúc đầu á, là mình cũng chưa dành về chính sách hoa hồng như thế nào đâu. Phải nói thật là như vậy, mình chỉ cảm nhận được là cái cơ hội nó thực sự lớn. Thế nhưng mà bắt đầu khi mà mình nhìn thấy là cái chính sách hoa hồng của Nuskin ở cái vị trí mà 50.000 đô và 100.000 đô một tháng á, thì bắt đầu mình phải thực sự là mình cũng phải tìm hiểu xem là cái chính sách trả thưởng này nó như thế nào. Thế và đây là một công ty của Mỹ, như các anh chị em cũng biết đúng không ạ? Thì tất cả mọi cái đã là một công ty của Mỹ thì đây là cái điều mình ấn tượng này, tức là mọi sự nó đều rất là rõ ràng. Thì đối với chính sách hoa hồng của Nuskin á, thì các anh chị chỉ cần nắm rõ dùm Thủy là ba cái giai đoạn thôi. Ba cái giai đoạn mà chúng ta hợp tác với tập đoàn Nuskin chúng ta phải nắm rất là rõ. Thì cái giai đoạn thứ nhất ấy, là ở thị trường Việt Nam mình gọi có một cái khái niệm gọi là nhà phân phối. Là nhà phân phối. Cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn quản trị viên. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn của người leader. Và Nuskin họ cũng rất là rõ ràng trong cái việc là nếu như với trong vai trò nhà phân phối thì cái trách nhiệm và cái quyền lợi nó phải song song với nhau. Bạn làm gì và thì cái quyền lợi, tức là trách nhiệm bạn làm cái gì thì bạn sẽ được cái quyền lợi nó tương đương là như vậy. Thì thứ nhất là mình sẽ chia sẻ bắt đầu từ đầu ha, là thứ nhất với vai trò của nhà phân phối. Thì cái vai trò của nhà phân phối là thứ nhất, các anh chị tại thị trường Việt Nam hiện nay thì nó rất là có lợi cho tất cả mọi người, tức là chúng ta có thể được đăng ký miễn phí. Chúng ta chỉ bỏ ra một cái hai tấm hình và chứng minh nhân dân photo là chúng ta được trở thành nhà phân phối của Nuskin. Và chúng ta cũng có phải tham gia một cái khóa học online, cũng khá là công ty Nuskin cũng tổ chức rất là, tức là cũng rất là thoải mái cho mọi người cùng học. Thì cái quyền lợi của nhà phân phối là được gì? Thứ nhất ấy, là chúng ta được quyền mua sỉ bán lẻ. Mua sỉ bán lẻ chúng ta được chênh lệch 30%, tức là chúng ta lấy được giá sỉ từ công ty Nuskin và chúng ta được quyền bán lẻ ra bên ngoài thị trường với cái giá chênh lệch là 30%. Thế và để chúng ta, ngoài ra thì chúng ta sẽ được 5% từ cái người mà chúng ta trực tiếp giới thiệu. Cái đấy rất là quan trọng các anh chị ha. Thứ nhất đó là các anh chị được 5% từ cái người mà các anh chị trực tiếp giới thiệu. Cái thứ hai, anh chị được quyền mua sỉ và bán lẻ. Tuy nhiên ở vai trò nhà phân phối thì khi mà các anh chị giới thiệu, ví dụ như Thủy giới thiệu cho Katrina thì Thủy sẽ được 5%. Nhưng khi mà Katrina giới thiệu cho một người bạn của Katrina nữa thì Thủy sẽ không được cái phần trăm nào đấy nữa, nếu như chúng ta đang ở trong vai trò nhà phân phối. Cho nên là nếu như chúng ta, anh chị xác định là các anh chị gắn bó với tập đoàn Nuskin trong cái vai trò nhà phân phối á, thì thực ra cái số tiền mà chúng ta được hưởng lợi phần lớn là cái việc mà chúng ta mua sỉ bán lẻ thôi. Còn cái 5% từ cái người mình giới thiệu thực ra nó không có đáng bao nhiêu hết. Cho nên là nó phụ thuộc vào cái việc là các anh chị bán sản phẩm được nhiều hay ít trong thời gian đầu. Vậy thì cái việc mà hiện nay với social media thì cái việc mà các anh chị có thể mua sỉ bán lẻ những dòng sản phẩm nhỏ thì các anh chị có thể có được cái thu nhập khoảng từ 3 triệu cho đến 5 triệu. Tức là ví dụ như các anh chị bán làm AP24 đúng không ạ? Các anh chị có thể một tháng các anh chị có thể bán được 30 tuyết, là có nghĩa là các anh chị được khoảng tầm 3 triệu. Và 5% từ người trực tiếp của các anh chị, tức là nó chỉ dao động khoảng 3 triệu đến 5 triệu thôi. Bởi vì Thủy biết là một cái người mà nhà phân phối bán hàng giỏi đi, thực sự Thủy nghĩ rằng là có thể trong thời gian đầu các anh chị có thể bán được 30 tuyết hoặc 50 tuyết. Nhưng về lâu dài thì chắc chắn một điều là một mình thì chắc chắn mình không thể nào mà mình bán hàng được một cách gọi là lâu dài và cái số tiền nó không thể lớn được.
Thế cho nên nó mới có cái giai đoạn thứ hai, tức là công ty Nu Skin dành cho những anh chị em nào thực sự là muốn kinh doanh với Nu Skin lâu dài, thì nó có một cái giai đoạn thứ hai, nó gọi là giai đoạn quản trị viên. Quản trị viên. Yes. Giai đoạn quản trị viên này thì thứ nhất, điều kiện của quản trị viên là gì này? Thứ nhất, để các anh chị được hưởng quyền lợi của quản trị viên thì các anh chị cần phải có được 100 điểm cá nhân. Okay. Đó gọi là cái điểm PSV. Và các anh chị cần phải có 6.000 điểm trong doanh số nhóm của anh chị, viết tắt là GSV. Và 6.000 điểm này thì chúng ta được quyền tích lũy trong vòng 6 tháng. Maximum là chúng ta được quyền trong vòng 6 tháng. Có nghĩa là 1 tháng các anh chị cần phải có 1.000 điểm. Ít nhất 1.000 điểm. Ít nhất là 1.000 điểm trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên các anh chị có thể làm 6.000 điểm này trong vòng 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, 1 tuần, thậm chí là 1 ngày. Okay. Okay. Công ty đưa ra một cái gọi là một cái quy định là 6 tháng là maximum, là tối đa. Vậy thì để mà trở thành quản trị viên ấy, thì có một cái cột mốc đầu tiên các anh chị cần phải lưu ý, đấy là cái vị trí LA. Okay. Tức là vị trí 1.000 điểm. 1.000 điểm đây được tính gì ạ? Là được tính từ ngày đầu tháng cho đến cuối tháng. Ví dụ như bây giờ là tháng 9 ha. Yeah. Thì Katrina là cái người mới và Katrina sẽ đặt cái vị trí LA trong cái tháng 9 này. Thì Katrina sẽ có từ ngày mùng 1 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9 là Katrina phải hoàn thành trong cả cái doanh số nhóm của Katrina, của Katrina và những người bạn mình giới thiệu sao cho đủ 1.000 điểm. Thì lúc đấy chúng ta sẽ đặt một cái đơn gọi là LI, nó gọi là đơn phát triển danh hiệu. Lúc đó công ty Nu Skin sẽ biết là Katrina, xác định là Katrina sẽ là cái người hợp tác trên vai trò là muốn phát triển kinh doanh. Và chúng ta sẽ tích lũy trong vòng 6 tháng để chúng ta có được 6.000 điểm đó để trở thành vị trí quản trị viên. Thì ở đây thì Thủy cũng muốn chia sẻ với anh chị là cái vai trò của cái việc là cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải trở thành quản trị viên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái quyền lợi, giống như lúc đầu Thủy nói, cái quyền lợi và cái trách nhiệm nó luôn luôn đi đôi với nhau. Thì cái quyền lợi của quản trị viên nó lớn hơn rất là nhiều cái vai trò của nhà phân phối. Bên cạnh cái việc này, thứ nhất các anh chị vẫn được quyền mua sỉ bán lẻ. Các anh chị vẫn được 5% từ cái người mà các anh chị trực tiếp giới thiệu. Tuy nhiên lúc đó ấy, các anh chị sẽ được hưởng thêm một cái mức thưởng rất là hấp dẫn, đấy là từ 9 cho đến 20% trong tổng cái doanh số nhóm mà các anh chị làm. Vậy thì nó đơn giản là như này, cái vai trò là nhà phân phối ấy, thì các anh chị nghĩ đơn giản giống như là anh chị chỉ là một cá nhân thôi. Các anh chị bán sản phẩm, các anh chị có thể chia sẻ sản phẩm. Nhưng khi các anh chị trở thành vị trí quản trị viên ấy, thì các anh chị giống như các anh chị trở thành một cái, anh chị trở thành một cái người chủ một cái cửa hàng, hoặc thậm chí có thể chủ của một cái siêu thị, tùy theo cái mức độ mà các anh chị phát triển nó lớn như thế nào. Bởi vì ở đây á, cái mức mà từ 9 cho đến 20% của Nu Skin là cái mức thưởng rất rất là hấp dẫn, tùy theo cái doanh số của mình. Nếu như mà mình ở một cái cửa hàng nho nhỏ, đúng không, thì mình có thể được hưởng 99%. Nhưng nếu như các anh chị phát triển trở thành cái siêu thị rất là lớn thì các anh chị sẽ được hưởng 20%. Vậy thì chênh lệch từ 9 cho đến 20% này nó tùy theo cái doanh số. Yeah. Thì cả ở đây nếu như để các anh chị có thể tìm hiểu rõ hơn chi tiết là doanh số nào thì được hưởng 9%, bao nhiêu được 10%, thì các anh chị có thể liên hệ với cái người tuyến trên của anh chị để các anh chị có thể có con số chính xác. Cho nên ở đây mình, tại sao mình muốn dừng lại cái việc mà việc trở thành quản trị viên nó rất là quan trọng. Thì thực sự đối với thị trường Việt Nam như này, như Katrina ha, thì cái việc mà bạn trở thành quản trị viên á, nó là một cột mốc rất rất là quan trọng. Bởi vì khi trở thành quản trị viên á, thì thu nhập trung bình của một cái người quản trị viên ở Nu Skin, ở tại thị trường Việt Nam hiện nay, sau khi bạn trở thành quản trị viên thôi, là hoàn toàn bạn có khả năng có cái thu nhập từ 15 triệu trở lên. Wow. Uh-huh. 15 triệu là một số 15 rồi. Triệu là một con số mà mình nghĩ rằng là nếu như mà các anh chị bỏ ra 6 tháng để các anh chị bắt đầu với một cái kinh doanh mà gần như là cái vốn gần như là bằng không, thì sau 6 tháng các anh chị sẽ có một cái mức thu nhập là 15 triệu. Thì Thủy nghĩ rằng là ở ngoài kia không có kinh doanh nào mà chúng ta bỏ ra một cái số tiền gần như bằng không mà sau 6 tháng khởi nghiệp mà chúng ta lại có cái mức thu nhập mà khoảng 15 triệu. Và trong quá trình mà khi chúng ta, sau khi chúng ta trở thành quản trị viên á, thì chúng ta sẽ phát triển cái gọi là cái mức quy mô của cái quản trị viên của mình lớn như thế nào. Ví dụ như một cái người quản trị viên 3.000 điểm đi, thì bạn có thể có thu nhập khoảng 15 triệu, 16 triệu. Nhưng cái thu nhập của người quản trị viên 10.000 điểm, các anh chị có thể có cái thu nhập khoảng 50 triệu. Cho nên ở đây mình muốn nhấn mạnh là ở trong cái giai đoạn làm social media hiện nay á, thì với cái thu nhập của người quản trị viên là các anh chị hoàn toàn có thể đạt được cái mức thu nhập tương đương với giống như thu nhập bình trung bình của vị trí Ruby. Nếu như các anh chị biết cách để các anh chị xây dựng cái siêu thị của anh chị, cái cửa hàng của anh chị, cái kinh doanh của anh chị nó một cách bền vững và lớn mạnh. Nên quản trị viên là cái mốc mà thì nghĩ rằng là chúng ta cần phải đặt ra nó là một cái mục tiêu quan trọng số 1 khi mà chúng ta hợp tác với tập đoàn này. Em nghĩ cái này
thị trường nào cũng vậy, thị trường Việt Nam hay thị trường Mỹ hay bất Ừ. cứ ở đâu nơi đâu đó, Ừ. thì khi mà mình đã quyết định làm công việc này rồi là mình đang nghiêm túc, mình đang đi kinh doanh mà, mình đang nghiêm túc, mình muốn thật sự thành công. Và đương nhiên nếu mà hỏi là các anh chị muốn đi nhanh hay đi chậm, muốn kiếm tiền nhiều hay kiếm tiền ít, thì chắc chắn ai cũng nói là tôi muốn đi nhanh, tôi muốn kiếm tiền nhiều. Thì cái cột mốc đầu tiên vẫn là trở thành một người quản trị viên, là một người executive, để mà các anh chị có thể là đạt được cái mức thu nhập cao nhất của một người Quản trị mới viên. bắt đầu, với kinh doanh này. Em có một câu hỏi trước khi mà mình tiếp tục, đó là em biết là có nhiều người, tại vì trong vòng 6 tháng đó, thì mình phải tích lũy là 6.000 điểm. Vậy thì em ví dụ là, thí dụ thôi, tháng này là 1.500, mà tháng thứ hai em chỉ có 500, rồi tháng thứ ba em lại trở lại 1.000, và trong 6 tháng như vậy đó, thì em có được tính là một người executive đẹp sau 6 tháng không chị? Cảm ơn Christina. Đây là một câu hỏi mà cũng rất là nhiều anh chị em cũng hay thắc mắc. Tức là anh chị nên nhớ là thứ nhất 6.000 điểm này thì ít nhất là một tháng các anh chị phải có 1.000 điểm. Okay. Tức là một tháng các anh chị có thể làm một tháng các anh chị làm 3.000 điểm. Tháng sau anh chị làm 1.000 điểm, tháng sau anh chị làm 1.000 điểm, rồi 1.000 điểm nữa. Là đủ Yeah, 6.000. đúng. Nhưng mà các anh chị không thể nào mà tháng này các anh chị 500 điểm và tháng sau các anh chị 3.500 điểm hoặc là 5.500 điểm. Mình phải xác định là một tháng mình có 1.000 điểm đều đặn như vậy. Và tại sao công ty Nuskin họ đưa ra cái mức như thế trong vòng 6 tháng? Bởi vì với một cái thị trường như thị trường Việt Nam á, thì cái việc mà chúng ta tích lũy và chúng ta xây dựng cái kinh doanh của mình một cách từ từ, một tháng đều đặn 1.000 điểm, nó là cái mức mà nó làm cho để chúng ta bắt đầu chúng ta vừa học và chúng ta vừa làm. Tức là tối thiểu là một tháng chúng ta có 1.000 điểm. Từ đây thì nhắc tới là quản trị viên thì em biết thị trường Việt Nam nó khác với những thị trường khác, là tại vì ở đây một người lên executive đã có những cái chuyến trip đúng không chị? Như là chị có thể nói sơ qua là để làm sao để mình có thể qualify hoặc là làm sao để mình có thể tham dự được những cái trip đó của công ty trong khi mới trở thành một người quản trị viên mà thôi. Cảm ơn Christina. Đây là một mình nghĩ rằng là thực sự đây cũng là một cái may mắn cho thị trường Việt Nam. Bởi vì là thứ nhất ý, tất cả những cái chiến lược mà Nuskin đưa ra là họ nhằm xây dựng một cái gọi là một cái kinh doanh bền vững cho chính cá nhân của chúng ta tham gia. Và thứ nhất ý, cái sự thành công của Nuskin Việt Nam ấy, nó sẽ quyết định cái việc mà tức là nó được đảm bảo bởi cái việc là những người quản trị viên bền vững. Cho nên là cái tháng 9 này khi mà tụi Thủy tham gia cái chuyến Star Academy ở bên Bali thì đó là cái chuyến đi cuối cùng để dành cho những cái gọi là những cái danh hiệu cao hơn. Còn bây giờ bắt đầu từ thời điểm năm 2018 thì Nu Skin tập trung vào cái việc là tưởng thưởng cho các quản trị viên bền vững. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà quản trị viên bền vững á, thứ nhất là các anh chị sẽ có thu nhập của anh chị. Bởi vì chắc chắn một cái điều là kinh doanh nào cũng vậy. Thứ nhất ấy, mình không một ngoài những giá trị rất là tuyệt vời của Nu Skin mang lại. Nhưng nếu mà kinh doanh này nó không tạo ra giá trị về tiền á, thì Thủy nghĩ rằng là nó cũng rất là khó để Thủy có thể hợp tác lâu dài với tập đoàn này. Of course. Cho nên là cái việc mà chúng ta trở thành quản trị viên bền vững, thứ nhất là các anh chị có thu nhập. Cái việc đó rất là quan trọng đúng không ạ? Thứ nhất là anh chị có thu nhập. Cái thứ hai ấy, là các anh chị công ty Nuskin tặng thêm các chuyến tưởng thưởng. Ở đây thì muốn chia sẻ nhé, 43% mà Nuskin trả thưởng cho nhà phân phối á, thì nó không tính vào cái chuyện chuyến tưởng thưởng. Chuyến tưởng thưởng tại thị trường Việt Nam là được thưởng thêm. Nó giống như các anh chị được tiền và các anh chị được tặng thêm quà á. Thì thứ nhất cái khi các anh chị trở thành quản trị viên này và các anh chị có doanh số 3.000 điểm. 3.000 điểm và các anh chị duy trì cái việc đấy trong vòng 3 tháng là các anh chị sẽ đạt một cái cột mốc đầu tiên, đấy là đi Gold Star Camp. Nên là các anh chị khi trở thành quản trị viên thì các anh chị cần phải đi chuyến Gold Star Camp. Vậy là 3 tháng đầu 3 tiên. tháng đầu 3 tháng khi các anh chị cứ trở thành quản trị viên và 3 tháng các anh chị duy trì anh chị có doanh số 3.000 điểm là các anh chị sẽ được đi chuyến Gold Star Camp. Và cái chuyến đi này dành cho hai người trong khu resort 5 sao và team Nu Skin, các anh chị biết lúc nào cũng là 5 sao trở lên. Đúng rồi. Và khi mà mình trở thành quản trị viên rồi á, mà mình lại giúp cho một người tuyến dưới của mình nữa cũng trở thành quản trị viên 3.000 điểm. Ở đây các anh chị thấy, thực ra thế là Nu Skin họ để mà duy trì á, thì Nu Skin chỉ đưa ra 2.000 điểm thôi. Nhưng mà Thủy muốn chia sẻ với anh chị là các anh chị hãy đặt cài đặt cho mình một cái tư duy là quản trị viên 3.000 điểm. Và khi mà các anh chị giúp cho một cái người tuyến dưới của anh chị trở thành một người quản trị viên cũng bền vững như anh chị á, thì các anh chị sẽ được đi một cái chuyến trip, đấy là leadership. Và tháng 3 năm 2018 là cái chuyến gọi là một cái chuyến tưởng thưởng đầu tiên Nu Skin tổ chức dành cho những người quản trị viên, giúp cho một người tuyến dưới của mình cũng trở thành quản trị viên nữa. Tổ chức là Lanco, và một trong những người diễn giả rất là tuyệt vời đấy là một cái thành viên của thị trường Singapore là 10 triệu đô la Mỹ, Lilian Ong. Nên là Thủy nghĩ rằng cái việc mà việc chúng ta trở thành quản trị viên ấy, thì cái chuyến trip ấy, nó là một cái thưởng thêm, nhưng quan trọng nhất ấy, đó là cái việc mà các anh chị có được cái thu nhập cho chính bản thân mình. Chính xác.
Vậy thì có thể mình move on qua cái phần thứ ba là sau khi trở thành quản trị viên rồi thì what's next? Nó thực ra là thế này, với cái chính sách hoa hồng của Nuskin ấy, thì Thủy thích một cái điều là công ty đưa mọi sự nó tức là cái chuyện là quan trọng nhất ấy, là bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền ở đây. Rất là rõ ràng bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền và những việc bạn cần làm như thế nào để chúng ta có thể đạt được cái mục đích đó. Bởi vì chắc chắn một cái điều, đây là một chính sách trả thưởng mà công bằng nhất trong tất cả các chính sách hoa hồng. Đây là chính sách trả thưởng dành cho những người, nếu người làm nhiều bạn sẽ được hưởng nhiều, bạn làm ít thì bạn sẽ được ít tiền, và tất nhiên nếu bạn không làm thì bạn sẽ không có tiền. Và nó cũng là một cái chính sách hoa hồng mà nó không phải là cái việc người ở dưới làm cho người trên hưởng, nó không phải là như vậy. Thì khi mà các anh chị trở thành cái gọi là cái vai trò quản trị viên rồi á, thì chắc chắn một điều, các anh chị có thu nhập đúng không, các chị anh chị được đi chuyến trip tưởng thưởng của Nu Skin đúng không ạ, thì các anh chị có muốn cái người mà bạn mà các anh chị tin tưởng, anh chị mời họ tham gia, anh chị có muốn cái người đối tác kinh doanh của anh chị cũng được hưởng cái quyền lợi giống như anh chị được hưởng hay không? Có Chắc chứ. chắn là có đúng không? Cho nên là anh chị cần phải giúp đỡ những cái người đấy để người ta cũng trở thành quản trị viên giống như mình. Vậy thì khi mà các anh chị giúp cho một người tuyến dưới trực tiếp của mình cũng trở thành quản trị viên, thì lúc đấy các anh chị trở thành quản trị viên vàng. Cô Gold is, yeah. Và nếu như các anh chị giúp cho 2 đến 3 người mà trở thành quản trị viên giống như anh chị, thì các anh chị sẽ là quản trị viên Lapis. Và nếu như anh chị giúp cho 4 người trực tiếp dưới của anh chị cũng trở thành quản trị viên, thì lúc đấy là anh chị trở thành quản trị viên Ruby. Thủy sẽ dừng ở đây một chút xíu để Thủy nói cái tầm quan trọng của cái việc là các anh chị trở thành quản trị viên Ruby như thế nào, đúng không ạ? 4 cái người trực tiếp của anh chị, các anh chị giúp cho họ trở thành quản trị viên Ruby á, thì đây là một cái cột mốc mà Thủy nói là cột mốc thứ hai cực cực kỳ quan trọng trong cái hành trình anh chị làm với Nu Skin. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta trở thành quản trị viên Ruby á, thì 50% những người trở thành quản trị viên Ruby sẽ tiến thẳng đến cái cột mốc Blue Diamond. Wow, Đấy là thống kê. năm mươi Và cái việc mà chúng ta trở thành quản trị viên Ruby á, nó khẳng định cái việc là cái hệ thống của mình nó đã khá là bền vững. Và cái thu nhập của mình á, nó đến từ cái việc là thứ nhất các anh chị có một cái hệ thống những người kinh doanh cùng với mình. Các anh chị cũng xây dựng cái hệ thống những người tiêu dùng trung thành. Và từ đó lúc đó bắt đầu là cái cột mốc mà các anh chị có thể bước tiếp theo để đạt đến những cột mốc tiếp theo là vị trí Emerald. Tức là giúp cho 6 đến 7 người trực tiếp. Diamond là 8 cho đến 10 người. Và Blue Diamond là 12 người, 8 đến 11. 8 tới 11. Và Blue Diamond là 12 quản trị viên trực tiếp dưới anh chị, các anh chị trở thành vị trí Blue Diamond. Thì ở đây mình vẫn muốn nhấn mạnh với anh chị là cái vị trí Ruby là cái vị trí mà thực sự những anh chị em nào mà hôm nay đang theo dõi cái chính sách hoa hồng này ạ, mà các anh chị đang ở cái vai trò quản trị viên á, thì các anh chị cần phải nhắm đến cái mục tiêu Ruby là cái vị trí mà thực sự mình cần tập trung. Bởi vì tại thị trường Việt Nam thì với cái thu nhập của một người Ruby nó khoảng từ 2.500 đô, thậm chí mình biết là có những người Ruby thu nhập khoảng 5.000 đô, thì đó là cái thu nhập vô vô cùng giá trị và mình nghĩ là xứng đáng để chúng ta cùng học, cùng làm và cùng phát triển với thị trường này. Một cái có thể là để mà mình đóng lại cái video này đó, thì chị Thủy có thể nhắn nhủ đến những anh chị em nào mà hoàn toàn mới, có thể là mới bắt đầu một vài ngày vừa qua, một vài tuần vừa qua, hoặc là thậm chí trong tháng này, thì những anh chị nên cần làm cái gì, và sau khi nghe cái video này rồi thì đương nhiên là những cái vấn đề mà trở thành quản trị viên hay là trở thành Ruby Executive later on đó, thì cái chuyện đó chuyện trong tương lai đi. Thì bây giờ nếu mà một người mới bắt đầu ngay ngày hôm nay thì họ cần phải làm cái gì, hoặc là họ cần phải làm trong cái tháng này họ cần phải đạt được cái gì đầu tiên để mà đi tới những cái cột mốc kia, hay là mình chốt với cái điều đó. Cảm ơn Christina. Đây là một câu hỏi mà mình nghĩ rằng là tất cả những anh chị em người mới cũng giống như Thủy trước đây hơn 4 năm về trước thôi. Đây là một câu rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi vì một cái hành trình nào cũng vậy, nó cần đòi hỏi từ những cái giai đoạn căn bản đầu tiên để mình bắt đầu. Cho dù mình có muốn trở thành Ruby hay Blue Diamond, thế nhưng mà cái cột mốc đầu tiên các anh chị cần phải chạm tới đấy là vị trí LI. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trừ phi các anh chị nói rằng các anh chị vào Nu Skin, các anh chị chỉ vào để gọi là cho nó vui thôi đúng không ạ? Và dùng sản phẩm thấy hay và dùng, và sau đó thì ai thấy ai muốn mua thì giúp cho người ta mua thôi, thì cái đấy thì không nói. Thế nhưng nếu như các anh chị đã xác định là kinh doanh với Nu Skin lâu dài, thì trong một tháng các anh chị cần phải đặt mục tiêu cho mình là đó là các anh chị cần phải hoàn thành cái mục tiêu LI đầu tiên. Mục tiêu LI thì nó đến từ cái gì ạ? Nó đến từ cái việc là các anh chị sẽ bắt đầu, các anh chị chia sẻ cái dòng sản phẩm của anh chị, các anh chị chia sẻ cái cơ hội này,
Và cái vị trí LOI là cái vị trí mà LOI là gì đúng không? LOI đơn giản các chị chỉ cần nhớ là mình có 1.000 điểm trong vòng một tháng. Trong cái tháng đầu trong cái tháng đầu tiên. Ví dụ như bây giờ trong tháng 9 ngày hôm nay có một cái người nào đó bắt đầu, thì các anh chị phải xác định một điều là mình sẽ đạt cái vị trí LOI trong tháng 9. Và mình cần phải đặt một cái mục tiêu tiếp theo là sau 3 tháng nữa hay là sau 6 tháng nữa mình trở thành vị trí quản trị viên. Bởi vì chắc chắn là không thể đến tháng thứ 7 được đúng không ạ? Bởi vì khi như vậy thì chúng ta lại phải làm lại từ đầu. Công ty chỉ cho 6 tháng. 6 tháng. Cho nên tháng đầu tiên tháng 9 bây giờ là các anh chị cần phải đặt một cái vị trí đấy là LOI. Và LOI với social media thì Thủy tin một điều rằng là chưa bao giờ hết cái vị trí LOI nó trở nên dễ dàng hơn, đơn giản hơn và dễ dàng sao chép hơn. Chính xác. Ok. Vậy thì bây giờ các anh chị đã nghe ra chính sách trả thưởng của New Skin ở tại Việt Nam thì có cái 3 cái giai đoạn chính, và em có thể là nhắc lại một chút xíu. Cái đầu tiên là mình trở thành một người một nhà phân phối, và trong cái quá trình mình trở thành một người phân phối đó thì mình cần phải có cái mục tiêu là phải trở thành một người LOI, và sau đó mình sẽ trở thành một người quản trị viên. Và cái sự khác biệt lớn nhất giữa một nhà phân phối và quản trị viên là cái tiền hoa hồng của mình là từ 5% của người trực tiếp và nó trở thành là 5% cho tới 20%9% cho tới 20% của toàn tổng doanh số của mình. Và đương nhiên là cái giai đoạn thứ ba là mình trở thành một người leader, là mình bắt đầu giúp đỡ những người khác cũng muốn được giống như mình, cũng trở thành quản trị viên và cũng được kiếm được tiền giống như mình. Thì đó là ba cái giai đoạn chính của cái chính sách trả thưởng. Đương nhiên có nhiều cái chi tiết, nhiều cái detail mình có thể là nói thêm về thêm, nhưng mà có thể một lần khác hoặc các anh chị có thể liên lạc với cái người đã mời các anh chị vào để mà coi lại cái video này, để mà học hỏi thêm. Các anh chị có bất cứ một câu hỏi gì cũng có thể bỏ vào trong cái video này, rồi chị Thủy, Katrina và tất cả các anh chị leader ở trong đây có thể trả lời cho các anh chị để giúp cho các anh chị hiểu. Nhưng mà những anh chị nào mới hoàn toàn chưa hiểu rõ lắm hoặc là chưa biết cái bắt đầu như thế nào đó, thì cái mục tiêu của mình đầu tiên vẫn là cái LOI. Và khi mình đã nghiêm túc và mình muốn làm thành công với công việc này rồi thì mình cần phải trở thành một người quản trị viên. Chính xác. Rồi, chị sẽ còn câu gì nữa để mà nói với các anh chị trước khi mình end cái video? Thì nghĩ rằng là với những cái chương trình mà đội nhóm đang triển khai để hướng dẫn cho các anh chị á, thì các anh chị hãy tin tưởng và bắt đầu bằng những việc đơn giản. Đúng không ạ? Tại sao hôm nay với chính sách hoa hồng thì với Katrina không muốn nói sâu với anh chị về leader 5% của 6 tầng như thế nào? Bởi vì thực ra cái việc đó thời gian nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được kết quả. Điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ những bước chân đơn giản đầu tiên thôi, đúng không ạ? Hãy LOI, bắt đầu bằng LOI. Và chia sẻ để chúng ta có thể đạt được cái vị trí đó LOI trong thời gian sớm nhất. Và em mong là trong vòng 3 tháng tới thì đội nhóm trước của chúng ta sẽ có rất là nhiều anh chị sẽ trở thành quản trị viên và thật sự trở thành những người leader và giúp đỡ cho thị trường Việt Nam và phát triển thị trường Việt Nam. Ok, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Ok, thank you các anh chị nhé, mình hẹn lại lần sau.